Con xin hỏi về thần thông của các vị Phật, tại sao với các công đức và pháp lực của các ngài trong Phật giáo lại không có một cái thần thông nào liên quan đến việc du hành thời gian? Ví dụ Đức Phật Gotama sau khi đã thành Phật rồi không du hành ngược về quá khứ của mình để ngăn cản những ác nghiệp trong quá khứ của mình để không bao giờ bị khổ đau hành hạ, mà an lạc tu hành giải thoát hoặc du hành đến tương lai để độ những người có đủ parami hoặc thuyết pháp ở tương lai để duy trì và kéo dài tuổi thọ chánh pháp đến vô hạn cho chúng sanh đỡ khổ. Quý vị biết tại sao không? Tại vì Đức Thế Tôn ngài không còn phiền não. Mà chính bởi vì ngài không còn phiền não cho nên ngài không còn những ảo tưởng. Mình cứ nghĩ những cái chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai đấy, thực tế đó là một dạng ảo tưởng. Mà Đức Thế Tôn ngài không còn cái ảo tưởng đó nữa. Nha. Nó kỳ với ba cái vụ mà du hành thời gian nó chỉ là một cái kiểu ảo tưởng. Do đâu mà mình có những ảo tưởng đó? Sư nói là sư không có chỉ trích cá nhân nha, để mất công thêm một nàng nữa nó khổ lắm. Do đâu mà chúng ta có ảo tưởng? Đó là do chúng ta còn có phiền não. Thành ra đó, khi mà chúng ta không còn phiền não thì những suy nghĩ đó sẽ không còn nữa. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói trong rất nhiều bài kinh rồi. Có những cái suy tư, những cái vấn đề mà nó chỉ đưa đến sự vô ích. Ví dụ như thế giới này á, là có biên giới hay là không biên giới, rồi chúng sanh sau khi chết rồi á, là còn hay là mất, rồi thế này thế kia. Thì những câu đó là những câu mà chỉ có khi nào mà mình còn có phiền não thôi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ cảm ơn, dạ xin cảm ơn Đức Hạnh tại giảng giải câu hỏi này rất là rõ. Thì ở đây sư cũng kể thêm hai câu chuyện thưa quý vị để cho quý vị hiểu rõ là cái mô típ, cái câu hỏi của quý vị á, thực sự trong kinh tạng có cái trường hợp như quý vị hỏi là có chứ không có, nhưng mà nó không phải chính xác 100% giống như quý vị hỏi, nhưng mà nó tương tự như vậy đó. Và cái điều này sư cũng đã nhắc ở trong nhiều bài vấn đáp rồi, đó là ở trong tương ưng á, như tương ưng thiên tử thì phải, tương ưng thiên tử nếu vị có đọc đọc trong tương ưng thiên tử thì có một cái câu chuyện mà nói là cái vị đó đó là trong một cái quá khứ có thần thông, thưa vị có thần thông nha, là kiểu bằng giống như đi 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 gần như là nói là đi du hành xuyên thời gian đó, đó để tìm được cái tận cùng của cái vũ trụ này, tận vũ trụ. Mà trong kinh điển mô tả là cái vị này đi, thậm chí đi từ cái vũ trụ này sang vũ trụ khác nữa, vị thì ghê không? À, đi từ cái vũ trụ này sang vũ trụ khác nữa. Khiếp gì đó. Mà đi cái vị đó nói với Thế Tôn là bạch thế ngài, con đi mà con không nghỉ ngơi á, nghĩa là không tiểu tiện đại tiện, không ăn uống gì đó. Con đi đến lúc mà con chết luôn á, chết tại nơi luôn đó, mà con vẫn không tìm được cái tận cùng thế giới. Thế Tôn này nói là đời ta sẽ chỉ cho ngươi cái nơi đâu mà tận cùng thế giới. Đó là cái nguyên nhân của khổ, mà cái việc khổ thưa quý vị. Nếu nói như vậy thì cái tôn mình nghe thuyết xong mình mới hiểu ra, tại vì đó là những cái câu hỏi mà nó thuộc về câu hỏi nó không đi đâu vậy, mà nếu nó trắng ra là nó thuộc khỏi vô ích đó. Nó không đem lên. Đó là một câu chuyện thứ nhất ở trong tương ưng thiên tử, quý vị đọc quý vị sẽ hiểu ha. Còn câu chuyện thứ hai á, là ở trong Trường Bộ và kinh số 11 á, thì cũng Đức Phật cũng có thuật lại cái câu chuyện một vị tỳ kheo á, cũng có năng lực, nghe năng lực thần thông đó, thì mới hỏi là muốn biết là khi mà cái thân tứ đại mình nè, cái thân tứ đại nè sẽ đi về đâu sau khi biến diệt hoàn toàn đó. Thì cái vị đó mô tả là nhập định định tâm nghe, rồi đi lên cái thiên giới, rồi hỏi các chư thiên cái tầng thiên giới là hỏi câu hỏi đó, rồi xong chưa hãy đi lên cõi tứ đại thiên dương luôn, rồi hỏi tiếp cũng cũng đều không có được cái câu trả lời mà thỏa mãn.
rồi thậm chí đi lên, đi quý vị tin không, đi lên tới hỏi những cái người mà đứng đầu các cõi trời luôn, giống như hỏi vua trời Sắt Cá rồi chúa vua cái vua trời ở cõi Dạ Ma, vua trời ở cõi Đâu Xuất, vua cõi 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 Hóa Lạc Thiên, rồi vua trời ở cõi hoa hóa tự tại luôn, thì rồi, thậm chí ông lên tới Phạm Thiên Sắc Giới luôn, quý vị thấy gớm không đó, tu năng tu thần lực nó gì đó đó, đến hỏi Phạm Thiên, hỏi vị Phạm Thiên rồi hỏi Đại Phạm Thiên rồi cũng đều không biết rõ dấu tích của tứ đại đã biến diệt hoàn toàn này đâu. Nhưng mà cuối cùng may mắn là cái vị đại một vị đại Phạm Thiên á mới nói cái vị ấy là vị ấy đã, cái nghĩa là cái sự mà hỏi cái câu hỏi này nè là đã sai rồi, bây giờ hãy đi đến Đức Thế Tôn đi, Đức Thế Tôn ngài sẽ cho ông biết, trả lời cho ông biết cái câu mà ông thắc mắc là như thế nào đó. Thì khi cái vị đó đi đến gặp Thế Tôn, Thế Tôn mới giải tỏa được, cái vị mới hiểu, mới hiểu được đó, chứ ngài nói là không thể nào mà chúng ta với những tương tự như quý vị hiểu không, những cái câu hỏi như vậy nè, thì mình tốt nhất nha, suy nghĩ tốt nhất mình nên loại bỏ nó trong đầu đi, bởi vì sao, nó cũng thuộc một phạm trù mà giống như là trong bốn điều bất khả tư nghì, thưa quý vị, có nghĩa thứ nhất là trí tuệ của Phật toàn giác, thứ hai là năng lực thần thông của thiền samatha tức là thiền chỉ đó, cái thứ ba là cái nghiệp quả của nghiệp, và cái thứ tư là cái vũ trụ quan, bốn cái điều bất khả tư nghị là mình không có thể luận bàn đâu, mình đôi khi mình suy diễn nó trở thành điên loạn, cái đó là trong trong kinh nói nha, chứ phải chưa nói nha đó. Rồi cái bài kinh đó, bài kinh mà sư nói, bài kinh Trường Bộ số 11 đó, nếu mọi vị có muốn đọc á, nghiên cứu đó, thì đó nghe kiếm bài kinh Trường Bộ số 11, quý vị sẽ hiểu rõ câu chuyện mà sư vừa kể. Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.